Hello các bác nhá. Hôm nay lại thịt nướng Dubai các bác ạ. Đó, chuẩn bị bữa trưa thôi, đến giờ trưa rồi. Đấy, một bữa chỉ bà này thôi, một mình đang ăn chống dịch các bác. Giờ thái ra đã. Hơi nhỏ. Sao? Giờ là chuẩn bị nướng thôi. Lên lò. Lên đây thôi. Vào gần đây. À quên, tẩm gia vị đã. Thơm ngon của dưỡng ấm đây các tiểu sẽ ít dưa tỏi xuống đây tẩm ngấm các kiểu cho ít nước mắm nữa. Đây là lá lốt sớm, lá lốt thơm ngon bổ dưỡng. Bây giờ là chuyển sang các bạn nướng nha anh em nha. Ngâm được khá lâu rồi. Đấy, bắt đầu lửa nhỏ đã để cho nó. Đấy. Hơi to rồi. Ấy xà, nóng phết. Sát sát đây cho các cô các chú thèm. Sợ chưa? Ngon chưa? Đẳng cấp Dubai chưa? Lật đều ra cho nó khô ráo ra. Chất lượng thơm ngon rồi. Quay vào gần đây các bạn, sát nữa này. Này phải. Lại mắc mật Lạng Sơn tiếp rồi, lấy gia vị lật lật nha, nha lật nha, thơm lắm rồi, vãng vàng rồi.
xà, nó tệ mùi mỡ. Cũng kiểu thứ ba rồi. Hốt cái này đây. Bùi mỡ tiếp. Cháy lên hai. Tiếp tục chờ. Chín này nha anh em nha các bạn nha, chín này nha, thơm lắm rồi, là chế thêm một ít nước chan nữa là ok rồi. Thật thái nghĩa là xong nhá anh em nhá. Chất lượng sao nào, sao nào, tin rồi. Đẹp hơn đẹp, vẫn để cái đổ rồi. Lần đầu em làm nhé. Phải. Ăn cơm rồi. Bạn ăn cơm chưa?